Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay mặt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Ninh Bình do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, tiếp tục chuyến hành trình về thăm những địa chỉ đỏ tại các tỉnh miền Trung. Tham gia đoàn có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh. Đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, kính cẩn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972 bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trong cuộc chiến đấu ấy, hàng ngàn chiến sĩ tuổi 18 đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này để viết nên bản hùng ca bất tử về tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thành cổ Quảng Trị được ví như một nghĩa trang không bia mộ, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ. Sự hy sinh cao cả của các anh mãi mãi được khắc ghi cho các thế hệ người Việt Nam. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu của tỉnh đã trang nghiêm làm lễ thỉnh chuông, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 hiện có 61 liệt sĩ là con em Ninh Bình. Tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình tại nghĩa trang, đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân, máu xương vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu của tỉnh thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Ninh Bình bày tỏ quyết tâm giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của cha ông, tích cực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ, tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện chung sức, chung lòng, trung thành với lý tưởng của Đảng, mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do thống nhất đất nước. Đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đã dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Ninh Bình có hàng vạn người con ưu tú lên đường chiến đấu ở các chiến trường. Đến nay tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn có 265 liệt sĩ là con em Ninh Bình. Đoàn đại biểu của tỉnh đã thành kính dâng hương đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Nguyện phấn đấu, đoàn kết, chung sức xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lập, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Tĩnh đã đặt vòng hoa và thắp hương tại nhà tưởng niệm viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu tại ngã ba Đồng Lộc, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của các thanh niên xung phong đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước nói chung và các anh hùng thanh niên xung phong đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc nói riêng. Từ năm 1964 đến năm 1972, tuyến đường quốc lộ 1A đi qua địa bàn Hà Tĩnh bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn. Thời điểm đó, mọi thông thương từ miền Bắc và miền Nam phải đi qua con đường 15A. Trong đó, ngã ba Đồng Lộc là một địa điểm hiểm trở trên con đường này. Nơi đây được ví như là ít hầu, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Để giữ cho mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ và nhân dân đã đổ xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong. Tên tuổi của các chị mãi mãi được nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, khu di tích ngã ba Đồng Lộc được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Chiến tranh đã lùi xa,
đất nước được hòa bình, nhưng những đau thương mất mát còn để lại thì không thể bù lấp được. Chuyến hành trình đầy ý nghĩa của đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình thể hiện sự trân trọng và tri ân những đóng góp hy sinh của bao lớp người sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ đó, nguyện dốc sức đồng lòng làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó chính là động lực để xây dựng quê hương đất nước ngày càng đẹp giàu, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh.